Kingmark, một thương hiệu triệu niềm tin. Vâng, xin chào tất cả anh em trong ngành ống kính. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm hai đầu cao cấp nhập khẩu. Thì trên thị trường bây giờ đã ra một cái dòng kìm bấm ke vĩnh cửu cũng như là ke nhảy của các hệ nhôm sinh pha, hệ nhôm vác cạnh. Đấy, giá nó cũng rất là rẻ thôi để anh em có thể là mang đi công trình. Những cái dòng kìm này mình có thể là mang đi đâu cũng được. Đấy, rất là nhỏ gọn cũng như là giá của nó thì cũng chỉ ngót mấy trăm thôi. Đấy, nên là anh em đầu tư thì rất là thuận tiện cũng như là dễ dàng, rất là cơ động khi mà mình mang đi công trình. Riêng dòng kìm bấm ke vĩnh cửu của hệ vát cạnh này thì mình sẽ sử dụng ke 1436 để mình sản xuất những cái khung bao này. Đây sẽ là khung bao nhôm AP55 và đây sẽ là cây cánh quả nhôm PMA. Nếu mà mình muốn đầu tư để nắp vào đột thì bên em sẽ có cung cấp dao này, một chiếc là một bộ là chày và cối để mình có thể nắp vào con đột của mình. Nếu mà mình không muốn đầu tư dao đột, mình muốn cho nó cơ động hơn một chút thì mình nên đầu tư cái con kìm bấm này. Đấy, thì kìm bấm này để thiết kế đều bấm được những cái hệ nhôm. Đấy, hệ nhôm như này để mình có thể là sản xuất. Thì sau đây em xin test thử cũng như là bấm cho anh em cái con khung cửa sổ quả nhôm hệ vát cạnh. Đấy, để nắp cái ke 1436 này vào để cho anh em mình có thể là tham khảo qua một chút. Đây, mình chỉ cần đút vào, mình ấn rất là nhẹ nhàng thôi. Đây ạ. Thế là mình đã đột xong được một lỗ. Rút ra. Đây sẽ là mặt cắt cũng như là thành phẩm của máy của con kìm bấm này, khá là ngọt, không bị ba via, không nôi nhôm móp nhôm. Đấy, rất là cơ động. Đây anh em nhìn em đột rất là nhẹ nhàng. Đây, chỉ cần cho vào. Cho vào. Đây ạ. Mình ấn rất là nhẹ nhàng. Đây. Tay em đưa ra xa ra ngoài. Đấy, đây ạ, đã xong rồi ạ. Rất là nhẹ nhàng, rất là cơ động cho em đi công trình. Đấy. Vâng, đây sẽ là hai con thành phẩm, hai cái nỗ đột của con kìm bấm ke vĩnh cửu. Sau đây em sẽ tiến hành nắp vào. Đây. Mình nắp đặt chuẩn nỗ. Siết con cái cu vào. Xong rồi mình sẽ đút tiếp thành còn lại. Bao giờ mình cũng để ý là khi mà cái dòng ke vĩnh cửu thì mình sẽ là bắt chết một đầu xong rồi còn một đầu còn lại mình sẽ là thấy nó còn dư ra một chút này. Anh em có để ý là sẽ còn nó sẽ nổi lên trên một chút để mình siết con ốc này lại thì nó sẽ kéo hai góc này vào, sẽ kéo chặt hai góc này vào, sẽ làm cho cái khung bao này sẽ chắc chắn hơn. Đấy, chứ không phải là tự nhiên nó thiết kế như này anh em nhé. Mình sẽ cố gắng là siết chặt một đầu, xong rồi mình sẽ là siết đầu còn lại để cho cố định hai đầu, để cho cái thanh này nó sẽ kéo cái cây nhôm này lên. Đấy, và nó sẽ chắc chắn cái mối ghép này. Vâng, đây sẽ là thành phẩm của mình khi mà mình sử dụng kìm bấm ke vĩnh cửu của bên em cung cấp. Đây ạ, rất là đẹp, ngọt, ngon, đột rất là cơ động để anh em mang đi công trình, khá là khít, chuẩn 100%. Đấy, không có một chút hở, không có bị ba via, không nôi nhôm, móp nhôm, đột cũng rất là nhẹ nhàng như anh em đã quan sát quá trình em đột thử quả con kìm bấm ke vĩnh cửu này. Đấy. Thì bên em là cung cấp cả kìm bấm ke vĩnh cửu, kìm bấm ke nhảy của tất cả các hệ nhôm, ví dụ sinh pha, PMA, JMA, những cái hệ nhôm dày như sinh pha này, 2 ni 2 ni 2, nhưng mà bên em cũng đều cung cấp cả. Thì sẽ kìm bấm của hệ sinh pha nó sẽ dày hơn, nó nặng hơn, nó to hơn là những cái dòng kìm của hệ vát cạnh này. Dòng hệ vát cạnh thì nhôm nó mỏng thì mình chỉ cần thiết kế những cái dòng kìm nhỏ như này thôi, mình hoàn toàn có thể đột được. Vâng, thì cảm ơn anh em đã xem hết video. Rất mong được sự ủng hộ của anh em bằng những nút like và những nút chia sẻ. Và rất mong được gặp lại anh em ở những video kế tiếp.